Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong một phần chơi mới mang tên Pokemon Sword. Và đây là một tựa game mới vừa được ra mắt trong ngày hôm nay luôn nha. Cho một tràng pháo tay. Tuyệt vời quá, cuối cùng anh ấy cũng chơi Pokemon rồi. Và họ ra mắt hai phiên bản là Pokemon Sword and Pokemon Shield. Nghĩa là giống như là hồi trước vậy đó, nó giống một cái truyền thống là ta có Pokemon Sapphire và Pokemon Ruby. Thì bạn có thể chọn một trong hai bản, nó chỉ khác biệt nhau về con Pokemon cuối cùng thôi. Đó là những gì mà mình biết. Rồi bạn có thể mua luôn cả hai bản cũng được. Thì có gặp được hai con đó trong cùng một cái phiên bản đó hay không thì chúng ta chưa biết, tại chúng ta đang chơi so mà thôi. Không cần chần chờ nữa, bắt đầu. Vô liền. Đồng ý. Và chữ gì vậy? Ủa tôi chọn tiếng Anh mà sao góc đó có chữ gì vậy? Chắc là chữ của mấy em Pokemon đó. Đó là chữ của loài Pokemon. Đây là đâu? Wow. Đây là đấu trường. Pháo bông sùm. Chào mừng các bạn đã đến với thế giới tuyệt vời của những em Pokemon. Khu vực Gala của chúng ta là một nơi rất là hoành tráng luôn. Và nó được bao phủ bởi thiên nhiên. Chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây là nó sẽ có được đồng bằng. Rồi lên trên đó là đồi núi, có núi tuyết đàng hoàng luôn nha. Những thành phố xinh đẹp. Và cũng có rất nhiều loại Pokemon mà chúng ta đang cùng nhau sinh sống. Và như bạn đã biết thì cái xã hội của chúng ta bây giờ đang làm gì? Đó, một con Pokemon đã xuất hiện. Đang phát triển nhờ vào sự hỗ trợ, sự trợ giúp đến từ những sinh vật huyền bí này được gọi là Pokemon. Và những Pokemon thì sinh sống. Những Pokemon sinh sống chung quanh chúng ta, ở dưới biển, trên trời và thậm chí là sống cùng với chúng ta ở trong thành phố luôn. Và có những người trong chúng ta lựa chọn là sẽ huấn luyện và sẽ nuôi nấng những con Pokemon để có thể chiến đấu hay là thi đấu. Và chúng ta gọi họ là những nhà huấn luyện Pokemon. Quảng cáo hoành tráng quá anh ơi. Giờ tôi hơi bị quá phấn khích rồi. Giờ để tôi giới thiệu với các bạn. Tên tôi là Rose. Và tôi rất vui khi được ở đây. Bây giờ nhà huấn luyện Pokemon vĩ đại nhất của vùng Gala của chúng ta và nhà vô địch chưa từng bị đánh bại, đó là ai? Và đây là buổi biểu diễn. Đây là trận đấu biểu diễn của nhà vô địch. Đã xuất hiện rồi kìa. Nhà vô địch đó. Các bạn biết con đằng sau là con gì không? Nổi tiếng lắm đó nha. Đây là chỉ một là cái buổi giao đấu thôi đúng không? Biểu diễn thôi, đừng có mơ là ta sẽ nhẹ tay. Tấn công nào, Charizard. Yo. Ôi nó biến bự lên kìa. Và chuẩn bị tuyệt chiêu phun lửa. Không, chưa phun. Này là chơi luôn cả thiên thạch. Pokemon Sword. Quảng cáo rất là hoành tráng luôn nha. Em cù xuất hiện. Em cù này thắt hai cái bím tóc nữa. Rất là dễ thương. Và câu chuyện sẽ nói về nhân vật chính của chúng ta tại đây. Trên tay anh ấy đang cầm một cái điện thoại thì phải. Có chuông cửa. Hello, có ai ở nhà không? À, đó là cái điện thoại mới hả? Bạn đang xem trận đấu biểu diễn của Ly hả? Nhưng mà bạn đã thế nào mà có thể cổ vũ anh ta được khi mà bạn đang cầm trên tay như vậy rồi? Mình nghĩ là bạn biết được
cái tư thế duy nhất mà chúng ta có thể cổ vũ cho Charlie đó chính là bắt chước theo cái tư thế của con Charizard đó. Ồ, Hop à, ta không nghĩ là cháu tới đây chơi vào ngày hôm nay đó. Hôm nay có điều gì đặc biệt không? À, và đó là lý do vì sao mà cháu chạy qua đây thật nhanh để có thể gặp được con của cô đó. Đây, thôi giờ tụi cháu sẽ đi qua đây để coi một trận đấu. Cháu cũng đã quay lại nó ở nhà rồi. Và cháu cũng đã quay lại hết tất cả những trận đấu của anh cháu nữa. Đi với mình đi. À, anh ấy sẽ ở đây sớm. Và Ly luôn luôn mang quà khi mà anh ấy tới thăm đó. Thì mình sẽ không bao giờ quên cái túi đó nếu mà mình là cậu đâu nha. Giờ mình sẽ cần phải chạy thiệt nhanh đây. Hẹn gặp lại cậu sau nha. Chúng ta sẽ đi qua bên nhà của Hop. Có điều gì mà nhìn thất thần dữ vậy? À, ta đã có thể điều khiển được rồi. Ê, từ từ bình tĩnh. Chạy ào ào luôn. Ghê thật. Chạy đụng bàn, đụng ghế, đụng tùm lum hết trơn luôn nè. Bắt đầu. Chúng ta hãy đi kiếm cái túi. Con này nó đang ngủ hả? Ơ? Chọc nó thức dậy. Rồi tivi sao? Tivi mẹ thường hay mở lên để coi những chương trình truyền hình. Rồi có cái túi đâu rồi? Chúng ta đi kiếm cái túi đâu? Ta hỏi mẹ ơi, cái túi của con đâu rồi? Mẹ cất đâu rồi? Dạ con đi như vậy á hả? Không phải là Hớp nói là con nên đi mang theo một cái túi sao? Thì mẹ thấy nó ở trong phòng của con đó. Và đừng có quên là lấy luôn cả cái nón nha. Ở ngoài trời đang nắng lắm đó. Chúng ta vô đây. Đây là phòng của chúng ta. Rồi đây là cái túi nè. Rồi đây là cái túi cũ của ba chúng ta. Rồi ta lấy. Có nón luôn không? Bắt đầu ra dáng rồi đó. Huấn luyện viên Pokemon. Được chưa? Và Adventure Guide. Ta có thể mở cái menu rồi bằng chữ X. Rồi ta có thể sell. Rồi gì nữa? Ta có thể kiểm tra những cái vị trí. Và ta có thể kiểm tra ở trong này nếu chúng ta cần cái điều gì đó. Chúng ta đang chơi game mà ở đây còn để cả máy chơi game nữa. Dữ thiệt. Đây ta có thể ngủ không? Bây giờ đi ngủ được không? Đi thôi nào. Con đi nha mẹ. À, nhìn được rồi đó nha. Và mẹ biết là cái túi đó lúc nào cũng hợp với con hết trơn hết đó. Giờ con đi đi, Hớp đang chờ đó. Nhưng mà nhớ là đừng có đi vô sâu ở trong rừng quá nha hai đứa. Không có được đi vô trong rừng đó. Ở đây Hớp đang chờ. Chúng ta ra ngoài nhìn. Wow, cảnh vật thật đẹp. Con đường đi xuống. Chúng ta đang ở trên một ngọn đồi hả? Một ngọn đồi nhỏ nhỏ. Có cái con Pokemon ở đây luôn nè. Ra đây nựng nó một cái coi. Rồi, mình muốn đi một vòng xung quanh cái nhà nhưng mà không được. Chúng ta xuống dưới này. Nhìn bạn kìa. Và cái túi đó có vẻ như là nó đang muốn kéo bạn té ngã luôn vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã có đồ để có thể lấy được quà của Ly rồi đó. Đi nào. Dẫn đường đi. Ây da, con cù làm gì vậy? À, nó làm gì ở đây vậy hả? Gulu. Một con Gulu. Gulu. Nó đang tông cái cửa để nó có thể thoát ra. Con Gulu này không được thông minh cho lắm. Bạn có thấy nó đang định làm gì không? Nó định sử dụng cái tackle, nghĩa là nó chơi hút đầu vô trong cái hàng rào đó. Giờ nghe nè, bây giờ chúng ta không đi qua cái hàng rào được rồi. Và tất cả mọi người đều biết là có những cái con Pokemon rất là đáng sợ sống ở cái khu rừng Slumbering Wild. Well. Con cù nó kêu kìa. Bum.
Rồi bây giờ xong rồi. Vậy sao bây giờ chúng ta hãy thử đua nha. Thì mình cá là mình có thể tới nhà mình trước đó. Còn cậu thì sao? Trong khi cậu đang mang một cái túi bự khổng lồ củ xì đó. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc đua. À, con Gulu nó chạy theo rồi kìa. Bây giờ chúng ta có thể đua. Quay mặt lại được không? Không quay mặt lại được. Chúng ta chạy đua thôi. Và sức mạnh của hợp thật là vĩ đại. Bây giờ người ta có thể chiến đấu cũng như là trao đổi Pokemon với những người khác bằng việc đi gặp nhau, đi tới đi lui thôi. Vậy không phải là tuyệt vời quá chứ? Chúng ta hãy chạy vô nào. Đây là nhà của Hope. Và camera nó chỉ dừng lại tại đây thôi. Mình không thể nào xoay qua được. Chúng ta vô trong này thử coi phải không nha. Vô đúng nhà chưa? Có lộn không vậy? Đúng rồi. Tưởng lộn không à? À mẹ hả? À, anh ấy tới chưa? À con về rồi đó hả Hope? À, con cũng dẫn bạn theo đúng hả? Chào cháu nha. Vậy là Ly đâu rồi mẹ? Không lẽ là giờ Ly trốn mất rồi? À Ly chưa tới đâu con à. Mẹ nói con rồi mà. Bây giờ con phải học cách để giữ bình tĩnh đó hớp à. Chắc là bạn ấy chỉ mới tới cái bến xe hay là bến tàu thôi. À vậy để con đi coi thử coi. Ly thì không có giỏi tìm xác định phương hướng đâu. Và phải đảm bảo là Ly không có bị lạc đường nữa. À vậy hả? Vậy à, tốt rồi. Đi với mình đi. Mình à, cậu chưa có bao giờ gặp anh của mình hết đúng không? Bạn không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội được gặp một cái nhà vô địch chưa từng bị đánh bại được hết. Chúng ta đi thôi nào. Giờ à, cậu ấy sẽ chờ chúng ta ở ngoài đường. Và để nói chuyện với cô ấy ngay coi. Chào cô. Rồi cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để làm barbecue ở ngoài giường rồi. Bây giờ hai đứa nhớ đi về sớm nha. Chúng ta ra đây. Chạy ra. Và mình có thể mở bản đồ lên coi. Bản đồ ở đây. Town map. Chúng ta bấm coi có bấm nhanh được mở bản đồ không nào. Tắt tắt tắt. Tắt đi. Bấm đây. Không được. Vậy là phải mở bản đồ ở trong cái mục này. Chúng ta mở bản đồ lên. Bản đồ nó rất là đơn giản. Chúng ta đi từ đây lên trên đây tới đây thôi. Bởi vì mới nói nó rất là đơn giản là như vậy đó. Đi thôi nào. Chạy tới. Hello. Sao bây giờ đi nào. Đi chứ. Và nhớ, có những cái con Pokemon hoang dã có thể xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta đi qua, qua những cái đoạn mà cỏ cao đó nha. Mình có đem em Gulu theo mình, cho nên mình sẵn sàng chiến đấu chống lại những con Pokemon hoang dã đó. Nhưng mà bạn thì không có chuẩn bị như vậy. Cho nên chúng ta sẽ tránh xa mấy cái phần cỏ cao ra. Nhớ là phải tránh xa phần cỏ cao ra nha. Nếu không là bị Pokemon hoang dã tấn công đó. Đây rồi. Sao? Vô chổng hả? Không. Ta sẽ đi qua bên này chứ. Có một đám đông đang tụ tập. Chắc là họ đi coi nhà vô địch đó. Vô đây nào, tới rồi. Anh ấy tới chưa? Và anh ấy tới rồi kìa. Ồ. Hi. Biểu diễn liền. Nhà vô địch của chúng tôi. Chào mọi người ở West Husk. Nhà vô địch Leon đã quay trở lại. Tôi hứa là tôi sẽ tiếp tục đưa đến những màn trình diễn tốt nhất cho mọi người. Đó là nhà vô địch chưa từng bị đánh bại của chúng ta, Leon. Và cái con Pokemon của anh ấy là tuyệt vời nhất. À, cảm ơn mọi người nha. Tôi hy vọng là bây giờ mọi người có thể tiếp tục huấn luyện những cái con Pokemon của mọi người. Và đừng bao giờ nhút nhát ở trong những cái chiến trận. Và có thể tới gặp tôi để có thể thách đấu giành lấy cái chức vô địch này.
Tụi tôi chắc chắn mà, tụi tôi đang làm cố gắng để mài dũa những cái kỹ năng mà anh đã dạy cho tụi tôi đó Lia. Nhưng mà Charizard của anh quá mạnh để những cái con Pokemon của bên tụi tôi có thể đối đầu được đó. Nó cũng khá đúng, bởi vì Charizard rất là mạnh, nhưng mà những con Pokemon khác cũng mạnh nữa mà. Đó là lý do tại sao mà những cái người mà thách đấu, tôi muốn luôn những người thách đấu là những người mạnh nhất để có thể tiến vào những cái phòng tập và chiến đấu. Cái ước muốn của tôi là những cái nhà huấn luyện ở Gala này sẽ làm việc cùng nhau và trở nên những người mạnh nhất trên toàn thế giới. Nó gào lên. Lee, anh ơi. À, hóp hả? À, đây rồi. Đây là fan hâm mộ số 1 của anh đây rồi. Em tới đây để đón anh phải không? Nhìn em có vẻ trưởng thành hơn cái lần cuối cùng anh gặp em rồi đó nha. À, chắc nhiên rồi, anh có mắt tốt thiệt đó. Bởi vậy anh luôn luôn là người mà chưa từng bị đánh bại đó anh Ly à. Vậy còn bạn này ở đây là ai vậy? Bạn chắc chắn là Ý Thiên TV đúng không? Đúng rồi. Anh nghe được rất là nhiều câu chuyện của em đó từ em trai của anh. Anh là nhà vô địch Pokemon vĩ đại nhất ở cái vùng Gala này, cũng là một cái fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất, bự nhất của cái con Pokemon Charizard đó. Mọi người thường gọi anh là Leon bất khả chiến bại. Dữ. Rồi được rồi Ly và em nữa thì để coi nào, giờ anh nghĩ là anh có thể đánh gục cả hai đứa khi mà chúng ta về nhà đó. Rồi là năm trước rồi hả? À, nghĩa là sẽ thi chạy về nhà. Và với một cái người cạnh tranh như vậy thì chắc chắn là em của anh nó sẽ cố gắng hết sức để trở nên rất là đặc biệt. Rồi mọi người, tạm biệt mọi người. Và tôi sẽ luôn ở đây để đảm bảo là mọi người ở Gala luôn luôn là có thời gian của một nhà vô địch, có thể gặp mặt được nhà vô địch. Đi về thôi. Bây giờ anh ấy nói là anh ấy có thể đánh bại chúng ta trong việc chạy về nhà. Và mọi thứ thật thanh bình. Được rồi Ly, anh hứa là anh sẽ cho tụi em món quà mà. Đưa đây đi. Anh nói là em sẽ đem cho em và bạn của em một con Pokemon đúng không? Em biết là anh đang có nó mà. Được rồi, đây. Đây là cái phần quà tuyệt vời nhất từ nhà vô địch tuyệt vời nhất luôn. Tới giờ rồi. Ra đây nào mọi người. Chúng ta sẽ có con Pokemon gì đây? Nhìn hai đứa kìa. Huy, quăng ra. Bùm. Và đây là hệ cây. Đây là hệ lửa. Và đây là hệ nước. Sobble. Có 3 con. Nó leo cây kìa. Nó xuống đây. Và con này hệ lửa ra sân chơi hả? Chạy một cái. Lửa cháy sùm hết. Nó leo cây kìa. Trái cây gì đây? Nó phun nước vô cái con lửa. Con lửa nhảy lên làm rớt cái trái xuống. Con này sợ nhảy lên không. Lấy cây gõ đầu cái coi. Được rồi, xếp hàng đi nào mọi người. Xếp hàng vô. Rồi mấy đứa chọn con nào nè. Chúng ta sẽ chọn con nào? À, bạn tới đó bạn chọn trước đi. Mình đã có Wooloo rồi. Chúng ta có thể được chọn một trong ba con. Thôi mình chọn con lửa đi ha. Chọn con lửa cho nó thú vị. Chọn.
Đây là em lửa. Đây là Score Bunny. Đây là hệ lửa. Nó rất là cuồng nhiệt và năng động. Và nó sẵn sàng chắc chắn là chọn con này chứ. Chắc chắn. Yes or no? Yes. Chọn liền. Chúng ta đã chọn Score Bunny. Giờ có đặt tên không? Score Bunny đặt tên không? Mình nghĩ là cái tên chúng ta có thể thay đổi được sớm. Tạm thời bây giờ mình không đặt. Hay chúng ta đặt một cái tên gì đó. Yes đi. Để đặt tên luôn cho nó thú vị. Đây là con cái hả? À, con cái. Con cái thì đặt tên gì thú vị đây? Rồi, ta sẽ đặt tên nó là Bernie. Bên là đốt cháy, cũng là lửa, nó là Score. Score. Score cũng là một cái dạng đó rồi, ta sẽ đặt nó là Burning đi. Đồng ý. Burning. Ta đã có được con Pokemon đầu tiên. Đây là người bạn đồng hành của chúng ta. Yay. Giờ Score Bunny đó là của em rồi đó. Ê, của bạn rồi đó. Mình sẽ chọn Kruki. Và mình sẽ hướng tới trở thành nhà vô địch kế tiếp. Cho nên cậu phải sẵn sàng đi nha. Bây giờ cả hai chúng ta sẽ cần phải luyện tập rất là dữ dội đó. Luyện tập nghiêm túc để trở thành những nhà vô địch. Và có Wooly nữa kìa. Hai con đang làm quen với nhau. Chắc rồi. Đó là lý do thì sao mà anh đem theo những bạn Pokemon này cho em với lại bạn của em đó. Để cả hai có thể chiến đấu và rèn luyện với nhau. Để cùng nhau phát triển. Và có thể đạt tới trình độ của anh. À, con này nó buồn kìa. Tại vì không ai chọn nó hết. Và cưng sẽ đi theo anh nào. À, Charizard sẽ hướng dẫn cưng. À, nó hơi khó tính chút xíu. Nhưng mà nó rất mạnh. Cũng như rất là tử tế luôn đó. Hơi vui. Được rồi. Mấy cái chuyện huấn luyện này là nói được rồi đó. Giờ mọi người vô ăn đi. Nhớ là đem mấy cái em Pokemon theo luôn nha. Đó, đi ăn barbecue. Mấy cái que barbecue kìa, nhìn đó bụng quá. Đã quá, nhìn đó bụng quá. Và ngày kế tiếp. Giờ cả hai nữa đã ngủ một đêm cùng với đồng bọn mới rồi đúng không? Giờ làm quen hết chưa? Đã hiểu lẫn nhau chưa? Và có xây dựng được tình cảm chưa? À, tất nhiên là có rồi anh Ly à. Và Ý Thiên ở đây cũng đã kết bạn được với Score Bunny rồi đó. Vậy hai đứa nghe nè, những nhà huấn luyện mới, hãy tin vào bản thân cũng như là Pokemon của mấy đứa. Nếu mà mấy đứa có thể tin tưởng lẫn nhau thì có thể chiến đấu bên cạnh nhau trong một thời gian rất là dài. Và vào một ngày đó thì hai đứa sẽ trở thành đối thủ tiềm năng của anh. Bởi vì anh là nhà vô địch bất khả chiến bại đó. Sao anh lại nhìn bạn ấy? Em là người sẽ tới để có thể thách thức anh mà. Nếu anh nghĩ bạn Thiên ở đây có thể thách đấu được với em, thì bạn ấy sẽ trở thành cái người cạnh tranh đầu tiên của em đó. Nhưng mà em không có muốn thua bạn ấy đâu. Và chắc chắn là em không thể nào bỏ lỡ cơ hội để có thể chiến đấu với nhà vô địch bất khả chiến bại được. Giờ nếu mà cậu có một cái con Pokemon thì không có nghĩa là bạn đã trở thành một nhà huấn luyện Pokemon thực thụ đâu nha. Những nhà huấn luyện Pokemon thực thụ sẽ cần phải nuôi dưỡng những bạn Pokemon trở thành những cái con mà hạng nhất ở trong cái chiến trận đó. Và bạn nghĩ là bạn xứng đáng để gọi bản thân là một nhà huấn luyện thực thụ chưa? À, em nghĩ em xứng đáng vậy chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta để anh làm giám khảo nha. Coi hai đứa có thể sử dụng hay là
xử lý tình huống như thế nào ở trong một cái trận chiến. Vậy em cảm thấy như sao? Em sẵn sàng chưa để có thể tổ chức một cuộc chiến giữa những Pokemon với nhau? Đây là cuộc chiến đầu tiên trong đời luôn đó. Em đồng ý. Em phải tin tưởng vô đồng đội của em nha. Và nhớ phải chăm sóc tụi nó bằng cả trái tim luôn. Nếu em làm hai điều đó thì anh chắc là cả hai đứa sẽ có thể học được những cái kỹ năng mà phù hợp với là những con Pokemon của mấy đứa đó. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ có một cái nhà vô địch để có thể chiến đấu với họ. Rồi, bắt đầu nào. Mọi người đã sẵn sàng rồi đúng không? Pokemon và Trainer. Bắt đầu. Mình đã xem hết tất cả những trận đấu mà của anh Lee rồi đó nha. Và mình cũng đã đọc rất nhiều quyển sách, rất nhiều tạp chí mà anh ấy bỏ lại ở nhà đó. Mình biết phải làm gì để có thể chiến thắng. Đây là trận đấu đầu tiên trong đời. Và chúng ta bị thách đấu bởi Pokemon Trainer Hope. Đồng ý. Vô. Và con đầu tiên là Wooloo. Chúng ta đi burning, tấn công. Đây là một cuộc chiến. Mình có tới hai đồng đội lần đó nha. Chúng ta có thể chọn. Có bốn sự lựa chọn là Pokemon để chúng ta triệu hồi con khác. Bác để có thể sử dụng những cái đồ ở trong cái túi. Và fight, tackle, 35, tackle. Chơi một chiêu, tackle, đá một cái. Rồi và sử dụng tackle, uya. Rồi chiến đấu tiếp, chúng ta sử dụng crow coi. Crow là làm gì? Hui, à. Nó là debuff hả? Ây da, cái đó không ảnh hưởng gì rồi. Thôi để chơi tackle đi. Sử dụng tackle tiếp, bay lợi, đá một cái vô mặt. Rồi tiếp tục sử dụng tackle. Này là chỉ va chạm nhẹ vô nhau thôi. Vô cho một đá nữa là chúng ta sẽ hạ gục được Wooloo. Và Wooloo bất tỉnh rồi. Quay trở về nào. Và kiếm được experience point, điểm kinh nghiệm. Lên cấp 6. Và nó sẽ tăng được attack, HP. Nói chung là tăng các điểm đó lên. Và học được Ember. Đó là một kỹ năng mới. Chưa xong đâu bạn à. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một đồng đội mới xuất hiện. Đó là Crookey. Chúng ta sẽ fight. Và Ember. Sử dụng tuyệt kỹ Ember. Nửa cây liền. Giờ bạn có thể biết được cái lợi thế rồi đúng không? Ui da. Giờ chúng ta sẽ chiến đấu bằng Ember tiếp. Đánh đi. Sử dụng Ember. Và tất nhiên là chúng ta có cái khắc chế. Hệ lửa nó khắc chế hệ cây. Và lên được điểm kinh nghiệm. Lên cấp 7 luôn. Đã. Đồng ý. Chúng ta đã hạ gục được hớp rồi. Bạn hạ gục mình chỉ bằng một con Pokemon thôi sao? Bạn và con Scorbunny đó chơi vậy không đẹp rồi. Và chúng ta được 400 đồng. Đó là tiền thưởng khi chúng ta chiến thắng. Đây đúng là một cú sốc đó. Giờ mình đã biết tại sao anh Lee quyết định là sẽ cho bạn một cái con Pokemon rồi. Được rồi. Bây giờ em và Pokemon đã chiến đấu rất là dũng cảm rồi đó. Thì nó làm anh nghĩ tới anh sẽ thả Charizard ra và cùng tham gia. Và Scorbunny đã làm rất tốt rồi. Rồi giờ để coi thử coi sao nữa đây. Đừng có nói chúng ta chơi luôn nha. Không, tưởng là thả Charizard ra là cái con Scorbunny của mình nó không lại gì hết trơn đó. Còn em Thiên, nhìn em rất là hứa hẹn luôn. Bây giờ anh muốn có yêu cầu em một cái. Đó là hãy trở thành một cái người cạnh tranh thực sự với lại Hope nha. Nhớ nha. Nhớ là phải thúc đẩy em ấy nha. Bởi vì như vậy sẽ làm cho cả hai ngày càng mạnh hơn.
Em cũng muốn mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Anh cũng đã quan sát em ở trong trận chiến đó rồi đó. Anh Ly à, bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi đến Pokemon Gym thôi, phòng tập thôi. Hả? Em muốn tham gia vào phòng thử thách của phòng tập hả? Em nghĩ là em đã sẵn sàng chưa? Em đừng hấp tấp như vậy. Bởi vì nếu mà em thật sự muốn làm như vậy á, thì em sẽ cần phải học nhiều hơn về Pokemon mới được nha. Đặc biệt là bạn của em, bạn Thiên nè. Trước khi mà em nghĩ về việc kiếm được những cái huy hiệu ở phòng tập, thì em nên nghĩ về việc kiếm một cái Pokédex đi. Một cái Pokédex hay là một cái bảng tổng hợp về Pokemon á, của một cái người huấn luyện sẽ giúp họ rất là nhiều thứ về những cái con Pokemon ở ngoài kia, cũng như là cái sức mạnh của tụi nó. Và nó còn hơn là một cái kho dữ liệu nữa, đó là một cái lưu trữ về cái sự yêu thương cũng như là cái tâm huyết của người huấn luyện dành cho huấn luyện Pokemon. Đúng, đúng rồi đó, chúng ta sẽ cần phải có cái Pokédex trước đã. Đi nào, chúng ta đi kiếm nó nào. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ phòng nghiên cứu. Chúng ta đi thôi nào, Thiên ơi. À đúng rồi đó, đó là tinh thần đó. Bây giờ anh sẽ để cho ông giáo sư biết là ông ấy sẽ phải, mấy đứa em đang tới. Em sẽ trở thành cái nhà vô địch kế tiếp và em sẽ hoàn thành một cái Pokédex luôn đó. Ghê vậy. Và nó sẽ là một cái trang sử nữa trong cái huyền thoại của em thôi. Và bạn phải chắc chắn là nhớ nói với mẹ của bạn là chúng ta đi ra ngoài đó nha. Chúng ta đã có con Pokemon đầu tiên. Quá đã. Ê, chỉ gì vậy? Vừa mới ra cái con cái gì đó. Nghe tiếng gì không? Có cái gì đó nó bị rớt xuống. Wow. Chết rồi, cửa mở rồi. Và cái bạn Pokemon Gulu đã ở đây. Đi đâu mất rồi? Không ổn rồi. Thì bạn Pokemon đó đã tông vô cái cửa hàng rào rất là mạnh. Như vậy là chắc là đã vượt qua được cái cửa rồi đó. Bạn không nghĩ là bạn Pokemon đó tự phá qua chứ? Nhưng mà chỗ đó không ai được vô đâu. Không ai được đi qua bển. Phải nhớ là cháu của ông giáo sư đã từng đi vô đó. Khi cô ấy quay lại thì bị ông giáo sư la cho một trận. Thì bạn nghĩ thế nào? Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải cứu nó. Đúng rồi. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì nhưng mà nhìn theo tình cảnh này chúng ta phải làm như vậy thôi. Nó cần thiết mà. Rồi, hy vọng là bạn đã chuẩn bị nha. Bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu vô trỏng đó. Ở trỏng chưa biết có gì, nhưng mà chúng ta sẽ đi thôi. Đi vô trong này. Đây là Slumbering World. Wow. Sương mù. Ôi Wulu, cứng chạy đâu rồi? Và cái sương mù bây giờ đang rất là dày đặc luôn. Nếu mà chúng ta không tìm thấy con Pokemon đó sớm thì chúng ta đã gặp một vấn đề lớn rồi đó, rắc rối rồi đó. Rồi ta đi tìm thôi. Ơi, có cái gì đó. Đây là một cuộc chạm trán. À, vừa mới vô là gặp chạm trán liền. Lên nào Bến Ninh. Bến Ninh, mình chọn bạn. Ta hãy chiến đấu và sử dụng Ember. Phun lửa. Chưa chết. Chết rồi. Theo whip. Nó quạt cái gì vậy? Fail chưa? Nó giảm cái defense xuống á. Bây giờ mình chỉ cần thắt khổ một cái là xong. Rồi, nó xỉu rồi. Chúng ta có được experience. Được 11, không nhiều lắm. Nhưng vẫn có thể sử dụng được. Chúng ta đi tiếp nào. Nói chuyện thử coi được không? Làm tốt lắm. Gì vậy? Bây giờ chúng ta đi tiếp nào. Chúng ta chạy thẳng tới. Và chỗ này nghi ngờ là chúng ta sẽ đụng mặt một cái con gì đó nữa. Chết rồi.
Đó là con gì? Lại một con Pokemon nữa. Đây là Rookidee. Xuất hiện nào Burning. Rồi ta có thể sử dụng Ember một lần nữa. Phun lửa. Tốt rồi, nó sử dụng Pack hả? Ơi ơi, nó chơi chiêu xuống kìa. Pokemon. À, cái này chúng ta không có một cái Pokemon nào khác hay là một cái quả cầu để có thể bắt được nó, cho nên chúng ta không bắt được. Ta chỉ hạ gục thôi. Hạ gục kiếm kinh nghiệm. Xong. Thú vị, thú vị. Và được experience cũng không nhiều lắm. Đi từ từ. À, ta có thể đi từ từ qua khu vực này được. Tại mình đi nhanh quá làm nó phát hiện và có gì đó. À, hớp chạy tới rồi kìa. Hớp, bạn có nghe thấy không? Hình như là có con Pokemon nào đang khóc đó. Đâu? Như vậy ở trong này chúng ta đi nhẹ nhàng cũng bị phát hiện là sao? Lại là Govet hả? Govet. Tấn công thôi, con này cấp độ 3, mình cấp độ 7 lần mà. Tấn công nào, Ember. Kéo được nửa cây. Và nó tackle kìa, nó tông vô một cái. Chắc là chúng ta sẽ cần phải sử dụng Ember lần nữa đó. Sử dụng Ember nào. Xong. Và ta đã hạ gục được nó rồi. Có được 19 luôn. Con này cấp độ cao nên chúng ta kiếm được nhiều kinh nghiệm. Rồi ta chạy qua luôn đi. Đi qua luôn. Ồ, tiếng gì vậy? Hả? Chắc chắn là con Gulu đang gặp rắc rối rồi. Mau tìm kiếm nó đi. Và Hop ơi, chờ mình với. Chúng ta sẽ cần phải đi cùng nhau chứ. Chờ mình với Hop. Gulu ơi. Hop ơi. Và gì đây? À, cái này thật là không ổn rồi. Mình không thấy được cái tay mình ở trước mặt mình luôn á. Vậy đó là lý do tại sao mình hiểu tại sao mà chỗ này là dùng cấm rồi đó. Có gì đó? Hả? Có cái gì đây? Cái gì? Nó kêu lên kìa. Đây là con gì? Chết rồi, không biết đây là con gì đã xuất hiện. Ôi, chúng ta chiến đấu luôn hả? Đâu biết cấp độ đâu. Chạy. Không chạy được. Không chạy được thì ta đành phải khạc đàm thôi. Phun lửa. Không xi nhê. Không có gì hết trơn rồi. Chết rồi. Vậy không có được ảnh hưởng gì tới nó hết trơn rồi. Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Chúng ta ho thử một cái coi. Cũng không ảnh hưởng tới nó luôn. Rồi nó gào trở lại kìa. Và sương mù bao phủ. Chết rồi, không thấy gì đằng trước hết. Rồi sao nữa đây? Giờ chúng ta đành phải tackle thôi, tấn công. Tấn công. Ui. Một phát cũng không có hiệu ứng, không có hiệu quả gì chứ vậy. Càng lúc sương mù càng dày đặc. Không thấy gì hết trơn rồi. Làm sao bây giờ? Có cái gì đó. Nó lại xuất hiện nữa. Và chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta không còn thấy gì nữa hết. Chắc là vừa mới bất tỉnh xong. Đúng vậy. Bất tỉnh rồi. Hớp. Thiên ơi. Hớp ơi. À, anh Ly. À, sao anh tìm được đường tới đây vậy? Thì anh đâu có giỏi tìm đường đâu. Anh luôn luôn đi lạc mà. À, nghe thằng em của anh nói nghe lọt lỗ tai ghê luôn á chứ. Mấy đứa làm cho anh rất là lo lắng đó. Giờ anh đã chờ mấy đứa rất là lâu mà mấy đứa không có xuất hiện.
Bởi vậy anh phải đi tìm hai đứa nè. À, khoan, nghĩ con Gulu đâu? Tụi em định tới đây là để giải cứu con Gulu đó. Gulu đây nè. Hả? Tại sao Gulu lại ở đây? À, và bạn nhỏ này đâu có bị gì đâu. Và mặc dù là tất cả hai đứa đều xỉu hết rồi, thì anh thấy hai đứa đang đây thôi. Và anh biết là nơi này không có được phép tới mà. Nhưng mà hai đứa cũng đã phải rất là dũng cảm mới dám vô đây đó nha. Bây giờ anh hiểu vì sao mà hai đứa làm như vậy rồi. Hai đứa làm tốt lắm, hấp à. Nhưng mà cái con Gulu ổn là được đúng không? Hả Thiên? Mình nghĩ là bây giờ chúng ta thấy cái phần sương mù này nó lạ quá rồi. Thì rồi bị cái con Pokemon gì đó nó tấn công nữa. Nhưng mà nói chuyện ổn hết rồi. Hả? Mấy đứa bị tấn công bởi một cái con Pokemon điên loạn hả? Em đang nói gì đó hả Hớp? Và nó dường như nó mạnh hơn là những cái con Pokemon mà em từng thấy luôn á. Và không có cái cảm giác, em chưa từng thấy có cảm giác này luôn. Sao? Không có cái kỹ năng của nào của tụi em có thể đụng được tới nó luôn. Và như là nó đi xuyên qua cái con Pokemon đó vậy đó. Kỹ năng của tụi em đi xuyên qua nó hả? À, đó là một con Pokemon cũng khá đáng sợ đó nha. Chúng sống ở trong cái khu vực Slumbering Well này. Vậy chúng có thật hay là một cái ảo ảnh thôi? Giờ hai đứa phải cần mạnh mẽ hơn nữa, đủ để cho hai đứa có thể tự phát hiện, tự tìm kiếm cái sự thật vào một ngày nào đó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ đơn giản là rời khỏi đây đi. Mấy đứa cũng đã ổn rồi, bởi vì anh sẽ ở đây với mấy đứa thôi. Thậm chí là chúng ta sẽ còn bị Lila nữa. Nhưng mà cái này là một cái kinh nghiệm quý giá đó. Và chắc chắn nó sẽ là cái trang đầu tiên trong cái lịch sử hoa ai hùng của mình. Nhớ nói với mẹ của bạn là chúng ta sẽ đi tới Westhead nha. Bà ấy sẽ rất là giận khi mà bạn không có nói cho bà ấy biết đó nha. Còn hơn là cả Ly nữa đó. Nhớ thông báo cho mẹ bạn biết. Chúng ta vô đây là Postwick. Chúng ta vô trong nhà, thông báo cho mẹ. Mẹ ơi, con về rồi nè. Qua bệnh. Đó không phải cái con Scavenny này dễ thương quá nha ha. Được rồi, và mẹ nghe nói từ Leon rồi. Thì có ai đó muốn nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra không? Giờ mấy đứa đi West hết đúng không? Đây, con hãy cầm có tiền dằn túi nè. Nhớ là mua một cái gì đó ở cái trung tâm Pokemon nha. Có thể là mấy bình thuốc hay cái gì đó. Nhớ là Scorbunny sẽ chiến đấu tới cùng với con luôn đó. Nhưng mà đừng có quá gắng sức nha. Rồi còn Scorbunny nữa, nhớ chăm sóc con trai của ta nha. Con có thể quay về nhà để nghỉ bất kỳ lúc nào con muốn. Sau đó là con muốn đi đâu thì đi. Mà nhà thì lúc nào cũng là nơi tuyệt vời nhất. Rồi xong rồi, nói chuyện với mẹ xong rồi. Chúng ta đi thôi nào. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đang chập chững trên con đường trở thành một nhà huấn luyện Pokemon lão luyện. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!